Rồi, nó dính. Bây giờ Mẫn sẽ đi mò cá. Ở quý cô chú anh chị cả nhà mình cùng đi mò cá với Mẫn nha. Hồi nãy Mẫn đi quậy ở bên kia tả tơi với Mẫn. Giờ Mẫn cầm cái nhỏ này nè, sẽ đi mò cá. Ủa quá trời luôn. Giờ Mẫn đi mò chỗ cái hang cũ. Ngập chỗ này chắc có không trời. Ơ có. Ê. Quá đã luôn. Bỏ vô. Nãy giờ kiểm tra rồi. Mà rồi thấy không có gắt, chắc là không sao đâu. Chị kỳ quá nhỉ. Kệ vậy đi ha. Cá vẫn còn. Có khi nào con cua nó nằm trong đây không trời? Vậy mà cá nó không chúi vô đây ta. Chỗ này im vậy mà cá nó không chúi vô trời. Vẫn đi men theo gốc cỏ. Gì chứ đây. Cái gô kiểm tra thêm lần nữa, hai con mò kỹ kỹ mới được, mà cá gô nó chuối hay lắm. Nhiệt tình chứ. Nó chuối hay lắm.
Wow, he he he. Trời ơi, chạy nhanh lắm trời. Súng nhau chạy nhanh dữ dằn luôn. Buông ra là mất. Buồn quá. Đây 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 đây. Chuối rồi, nó gô vậy là nó chuối rồi. Nhanh quá mà mò không dính luôn đâu. Rõ ràng là nó chuối cái đuôi nó quơ 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 quơ. Mình biết luôn á. Hừ. Dạ. Đây đây đây. Khó quá. Được con này. Trời. Không nhắm buông tay ra. Rồi. Nhiều. Cái hang này nhiều lắm. Ê, cả nhà ơi. Còn nữa. Ai da,
con thấy là con này là con cuối cùng rồi, con không biết sao đây. Thử thêm lần nữa. Rồi rồi hết rồi. Ôi. Rồi phóng. Tưởng nào nó phóng được. Ê trời. Sợ cua. Không sao. Hên quá. Ây da. Nó lì. Nó lì dữ dằn lì luôn. Trời ơi trời ơi. Cắm đầu chạy luôn. Wow.
tàu chạy như thế luôn. Ô ghê. Mấy cá này chủ yếu là nó chuối. Con ấy không hút nữa, nó làm cái đê luôn cho nó nghỉ đi luôn.
Trời ơi, hên quá. Còn có ngạnh một à. Nó chạy hay là có cá mình có vô không ta? À có, không không không, vậy được hai cá phi. Có lóc, có lóc, còn con nữa. Em hiểu qua đó rồi. Rồi, con nó đi luôn. Con nó có gì? Này cạn luôn rồi. Con đi bắt cá lóc hồi nãy. Rồi luôn. Phóng cái một luôn. Đây 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 đây, con còn đây nữa nè. Chắc nghi phóng nữa quá. Hết hồn. Trời ơi, hai con nói giỡn vậy ra lộ không? Anh vẫn mò được nhiêu đây cá. Tính ra nhiêu đây cũng im chứ bộ. Nè cá rô nè, cá rô nhiều lắm luôn á, 1 2 3 4 5 6 hơn 10 con. Ừ, bự không, hôm nay thành công mỹ mãn luôn, hôm nay quá trời xuất sắc luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Quý cô chú anh chị cả nhà yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo của em Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Ui quá, lội đuối giờ.